Thái Sơn nói gì đây? Nói gì với khán giả đi. Hơi nói ít hiểu nhiều. Chúng ta ở dưới có thể vỗ tay thêm nhạc đấy ạ. Hey! Trên bao những thông tin trên nhau đi một ngàn, người đàn bà ở hàng xong đến chuyện người thì đỡ nặng, xong đến chuyện mặt hàng người chẳng lời quân người người đọc vào bàn xa. Cô ấy mấy hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì càng đắn khóc lóc về chuyện tình dở dàng, lên bao hình thì để một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia đầm danh chị này, anh kia đầm dấu chị này, mà chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cao, và hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau, a a a ao. Từ ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lối. Và màn hình TV đêm ngày trôi trong vào trong chi. Mọi người chúng ta cùng vỗ tay nhớ đến nhà nào. Thật bất ngờ. Quý vị hiểu rõ có thể dành cho ban nhạc của chúng tôi trong buổi tối hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Đàn bà ở hàng xong đến chuyện người thì nở nàng, xong đến chuyện mặt hàng tờ trang, lôi cuốn người người đọc vào bản sáng. Cô ấy mấy hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì càng đan khóc lóc về chuyện tình dở dàng, lên bao hình thì để một trang, ôi thế gian để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia lừa đập chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cao, và hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Từng ngày vui vui vào đi qua, câu chuyện anh ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh ngây ngây ngô khi chia tay tôi không có lối. Và màn hình TV đêm ngày trót trông vào trong trí ốc về một thế giới như mơ như tơ như liên can bơ, ôi thật bất ngờ. Trên bao những thông tin chen nhau đi một hàng, họ cần gì ở đây? Thú đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, thú đẹp xuất sắc thì điền vào đây. Không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào. Họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm bờ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cao, và hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Ngày vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lối. Và màn hình TV đêm ngày trót trong vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi từng ngày ao ước từng ngày, ôi từng giờ ao ước từng giờ. One, two, three, four, five. Từng ngày vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi đã không có lối. Và màn hình TV đêm ngày sống trọn vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ.